Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Người thân thông báo cáo phó tang lễ cố diễn viên Hải Đăng hé lộ thời gian và địa điểm an táng. Tối ngày 16 tháng 2, giới nghệ sĩ Vbiz cũng như đông đảo khán giả vô cùng bất ngờ, bàng hoàng khi hay tin nam diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước, hưởng dương 36 tuổi. Theo bạn gái nam diễn viên, Hải Đăng qua đời lúc 17 giờ ngày 16 tháng 2. Hiện tại, thi hài nam diễn viên đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Trưa ngày 17 tháng 2, Kim Hoàng, bạn gái cố diễn viên, livestream lúc lên xe đưa thi thể anh về thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho biết anh về quê thăm cô ở Nha Trang, đang tắm biển thì bị đuối nước, người đẹp khóc nức nở kể lại. Anh Đăng bị đuối nước, kêu nhưng không ai cứu, lúc tôi kéo anh Đăng lên, anh ấy đã tím ngắt. Trước đó, trên trang cá nhân, Hải Đăng có chia sẻ dòng trạng thái, tiết lộ việc mình cùng bạn gái chuẩn bị đi tắm biển. Bạn gái Hải Đăng nghẹn ngào tiết lộ, cách đây 10 ngày, nam diễn viên đã ngỏ lời cầu hôn cô sau 2 năm hai người hẹn hò. Cho đến chiều ngày 17 tháng 2, cáo phó chính thức về lễ tang của cố diễn viên Hải Đăng đã được người thân chia sẻ. Cụ thể, lễ nhập quan sẽ được cử hành tại nhà tang lễ Phản Sanh Đường, chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào 18 giờ hôm nay. Bên cạnh đó, linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng vào 14 giờ ngày 19 tháng 2 tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.